Bên gối có một gương mặt. Hai. Khi Điền, em tỉnh rồi. Nào, em ngủ khi nào vậy? Em đã ngủ hơn 2 tiếng rồi. Gần đây có phải em quá mệt không? Có lẽ ở chỗ khá là thoải mái. Em lại mơ thấy ác mộng đó. Khê Điền, có phải còn chuyện gì em chưa nói với anh không? Anh thực sự hy vọng có thể giúp được em. Văn Khải, anh luôn ở bên em. Em không sợ gì cả. Khi Điền, chào buổi sáng. Cảm ơn. Cậu làm sao vậy? Mình không sao. Sao lại đến đây? Em cũng không giúp anh. Anh chỉ định tự tới. Nhất Kiệt, tìm tôi có chuyện gì? Khi Điền, cô từng nghe đến Trần Phong chưa? Tất nhiên là biết. Họa sĩ nổi tiếng như vậy, nghe nói khoảng thời gian trước qua đời rồi. Tôi có được một tin tức. Trần Phong có được bức tranh trước giờ chưa từng đưa ra thị trường, gọi là Vô Đề. Vô Đề, trước giờ chưa từng nghe. Cho nên mời cô xuất sơn giúp tôi một ải này, xem bức tranh này là thật hay giả. Xin nhờ. Này, Khê Điền, sao vậy? Cậu sao vậy? Nhất Kiệt, Nhất Kiệt, có thể tìm ra người trên bức tranh không? Tìm người? Hả? Diện Diện, mình đã từng nói với cậu, cơn ác mộng mình thấy mười mấy năm nay, cô gái muốn giết mình trong mơ, chính là cô ta. Hả? Có phải bức tranh này có vấn đề không? Có thể tìm thấy cô gái trên bức tranh không? Người trong tranh làm sao tìm được? Nhưng tôi biết, giờ bức tranh này đang ở đâu? Ở đâu? Diện Diện, sao? Tôi có mang cho cậu hai bộ móng tay Subi Hàn Quốc, để cậu có thể thay đổi. Tiểu Chung, vẫn chưa kịp cảm ơn cậu. Giống dĩ, chúng tôi chỉ muốn dùng xe của cậu một chút. Kết quả, cậu còn đích thân đưa chúng tôi đến. Này, Nhất Kiệt, từ đâu mà anh lấy được tin tức của bức tranh này? À, tôi vô tình nhìn thấy trên mạng đấy. Không ngờ là tác phẩm của Trần Phong. Vậy địa chỉ của biệt thự này cũng tìm thấy trên mạng phải không? Phải. Hơn nữa tôi đã ghi nhớ hết rồi. Ờ. Em chắc chắn chứ? Hình như sắp mưa rồi. Các người xem đi. Chắc là phía trước rồi. Trước đó tôi đã tìm kiếm trên mạng. Trong núi chỉ có một căn biệt thự này. Thôn dân xung quanh nói chỗ này có ma, cho nên xung quanh không có ai ở. Hả? Có ma à?
Xin chào, có thể ở nhà một đêm ở đây không? Là thế này, hiện giờ bên ngoài mưa lớn như vậy, chúng tôi lạc đường rồi, xe cũng không đi được. Chúng tôi trú mưa, sáng ngày mai sẽ đi ngay. Giúp đỡ chút đi, xin hãy giúp đỡ. Sáng ngày mai chúng tôi sẽ đi. Xin hãy giúp đỡ. Vào đi. Đi thôi. Bên này là nhà vệ sinh, phòng ở bên đó các người có thể xem rồi ở tùy ý. Nhưng có một điểm, cửa sổ trong phòng các người đừng mở ra. Tôi ở lầu 2, các người đừng đi lên. Khê Điền, Khê Điền, các người từ đâu đến? Bắc Kinh. À đúng rồi, xưng hô với bà thế nào? Tôi tên Giang Tâm. Cô Giang, một mình cô ở nơi này sao? Cô bé trên bức tranh thật xinh đẹp. Cô bé là người thân của bà sao? Nó là con gái tôi, đã qua đời rồi. Tôi đi ngủ trước. Giờ trời sáng mưa tạnh rồi, các người cứ đi đi. Đây là chỗ nào đây? Chỗ này bẩn quá. Vừa rồi Giang Tâm nói con gái bà ta chính là cô bé trong bức tranh kia, đã qua đời rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tìm bà ấy hỏi thẳng chẳng phải được rồi sao? Hỏi người ta làm gì? Người ta nói rồi, con gái bà ấy đã qua đời. Hay là chúng ta thôi đi. Cô nói xem, biệt thự lớn thế này chỉ có một mình bà ấy ở, đáng sợ cỡ nào. Anh có phải đàn ông không? Gan thỏ đế. Hơn nữa, không chừng bà ta đang nói dối đấy. Muốn đi thì đi một mình cậu. Đây, Diện Diện, từ đâu mà cậu nhìn ra bà ấy đang nói dối chứ? Mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Văn Khải, anh thấy sao? Có thể Diện Diện nói đúng. Khê Điền, trước kia em có gặp Giang Tâm này chưa? Làm sao có thể? Lần đầu tiên em đến đây. Nhưng mà anh cảm thấy lúc bà ta nghe đến tên em, biểu hiện có hơi khác thường. Các người từ đâu tới? Bắc Kinh. Em thực sự chưa từng gặp bà ấy. Nếu Giang Tâm nó nói dối, vậy thì biệt thự này chắc chắn là có bí mật. Ngày mai chúng ta tìm thời gian dụ Giang Tâm ra ngoài, rồi ở trong biệt thự này tìm cho kỹ. Thế này đi, chúng ta chia ra tìm phòng nghỉ ngơi, sáng mai lại nói.
Ai vậy? Là anh. Sao thế Giang Khải? Khê Điền, em không cảm thấy biệt thự này rất quỷ dị sao? Trước không thôn sao không tiệm, chỉ có một bà dì ở đây, căn bản không hợp lẽ thường. Anh muốn nói gì? Bức tranh đó ở phòng khách xuất hiện trong giấc mơ của em, chính là người trong bức tranh. Nhưng vừa rồi bà dì đó nói cô ấy đã chết rồi. Diện Diện, ôi, sao anh lại đến đây? Buổi chiều không phải nói có thời gian sẽ giúp em làm móng sao? Bây giờ đúng lúc có thời gian, nào chúng ta làm đi. Tôi cũng muốn làm móng tay. Tránh vào một bên, không có thời gian làm cho anh. Vậy tôi nhìn cậu làm. Nào Diện Diện, trễ thế này rồi móng tay cái gì nữa? Tôi buồn ngủ rồi. Hai người cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Tối nay chúng ta có thời gian làm móng cho xong đi. Đi thôi. Bố mẹ em là được người ta giới thiệu mà quen biết. Sau đó bố em muốn ra ngoài xông xáo, vì vậy đã chia tay với mẹ em. Từ đó về sau, bọn họ không còn bất cứ liên lạc nào nữa. Lúc chia tay, họ không hề biết lúc đó mẹ em đã mang thai em rồi. Sau đó, vào lúc em 12 tuổi, mẹ em vô tình có được tin tức của bố em. Bà ấy đưa em đi tìm bố, nhưng lúc đó bố em không hề nhận các người. Vì vậy sáng hôm sau các người đã rời khỏi. Từ đó về sau, em đã luôn lặp đi lặp lại ác mộng này. Năm 2 đại học, mẹ đã qua đời. Vậy bố em thì sao? Nghe mẹ em nói, rất nhiều năm trước bố em đã qua đời, hình như là vì một tai nạn. Khê Điền, chuyện này sao em chưa từng nói với anh? Đã qua nhiều năm như vậy, Giang Khải, em không muốn khiến anh thương hại em. Nhất Kiệt. Này Nhất Kiệt,
Diễn diễn, diễn diễn là mình. Diễn diễn, con gái, sao con lại trở về? Xin lỗi, là mẹ không chăm sóc tốt cho con. Giang Khải, Giang Khải, Giang Khải, em sao vậy? Em nhìn thấy cô ta rồi. Ai? Cô gái trong bức tranh. Vừa rồi em nghe thấy Giang Tâm gọi cô gái kia là con gái. Thật sự thấy rõ rồi sao? Không phải Giang Tâm nói con gái bà ấy chết rồi sao? Chỗ này thật sự có ma à? Chúng ta đi thôi. Diễn diễn, vừa rồi mình đến phòng tìm cậu. Cậu đã đi đâu? Vừa rồi mình vẫn luôn ngủ trong phòng. Vừa rồi bác sĩ Văn đến gọi mình, mình mới chạy qua đó. Cậu nói gì? Cậu vừa rồi luôn ở đó, phải? Cậu đã tìm mình à? Khê Điền, có phải em... Các người về phòng ngủ đi. Đoán chừng là Khê Điền nhìn nhầm rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Là em nhìn nhầm sao? Có thể là em quá mệt rồi. Em thật sự nhìn thấy cô gái đó. Khê Điền, trước kia em có từng xuất hiện tình huống thế này chưa? Tình huống gì? Ảo giác. Ảo giác. Vì sao anh hỏi như vậy? Không có gì. Nếu như em sợ, tối nay em ngủ ở đây, anh ngủ sofa. Không sao. Em trở về phòng mình.
Người đâu? Người đâu? Mau đến đây. Cây Điền, Cây Điền, Cây Điền, làm sao vậy? Vừa rồi tôi đến gọi cô ấy vậy. Anh nhìn đi, cổ cô ấy. Khê Điền, Khê Điền, Khê Điền, em sao vậy? Cô Ngô, Khê Điền, Khê Điền, cô Ngô, Khê Điền. Rốt cuộc là chuyện gì? Từ từ nói. Văn Khải, tối hôm qua em gặp ma rồi hả? Nhất Kiệt, anh đi đâu? Biệt thự này chỉ có một mình Văn Tâm. Tôi tìm bà ta để hỏi. Đúng đúng, anh đi hỏi đi. Chờ một lát, chúng ta cùng nhau đi. Tối qua em chính là nhìn Văn Tâm nói chuyện trong căn phòng này. Chúng ta chia nhau tìm kiếm Văn Tâm. Ba người đến lầu 1, chúng tôi lầu 2. Kiểm tra chỗ này chi tiết một chút. Nhất định phải tìm bà ta. Được, được. Khê Điền, đi. Đi. Khê Điền, Khê Điền, Văn Khải, sao vậy? Những con búp bê kia, hộp nhạc đều từng xuất hiện trong ác mộng của em. Tại sao những thứ này đều ở đây? Không sao, em đừng sợ, có anh ở đây rồi.
Kê Điền, Văn Khải. Thế nào, các người tìm thấy chưa? Không có. Các người thì sao? Kê Điền, chỗ này rõ ràng có người, không muốn em biết bí mật của bức tranh. Đó chắc chắn là Giang Tâm. Chẳng qua là bây giờ bà ấy cũng không thấy đâu. Nhưng mà tại sao bà ấy phải làm vậy? Có lẽ những gì trên mạng nói là thật đấy. Giang Tâm đó liệu có phải chính là con ma kia không? Đừng nói bậy. Văn Khải, anh nói phải làm sao đây? Nếu chỗ này không có ai, chúng ta không cần thiết ở lại đây nữa. Hãy trở về trước, sau rồi nói. Sao sương mù dày thế này? Tối qua mưa cả một đêm, trong núi nhiều cây cho nên sương mù dày. Chúng ta lên xe đi, đi được thì đi. Không được, sương mù dày quá, xe không lái được. Nào, chìa khóa xe. Không được, sương mù quá dày, khẳng định không đi được. Chi bằng thế này, chúng ta xuống xe, chia nhau tìm Giang Tâm, xem có phải Giang Tâm ở gần đây không. Có lẽ sương mù quá dày, bà ấy lạc đường rồi. Còn nữa, nếu không tìm được thì về biệt thự, tuyệt đối đừng đi xa. Xuống xe. Đi Diện Diện, chúng ta đi cùng nhau đi. Diện Diện, đi cùng tôi đi. Tiểu Chung, đừng nói cậu sợ đi một mình nhé. Không cần anh lo. Này, được rồi, cãi gì mà cãi. Mạnh ai nấy đi. Diện Diện, Diện Diện, Triệu Nhất Kiệt, sao anh ở đây? Hù chết tôi rồi. Chẳng phải anh lo lắng cho em sao? Mà đi thôi, trên núi sương mù dày như vậy, chúng ta mau về biệt thự, nếu không lát nữa lạc đường. Cô gái trên bức tranh đó, em biết đúng không? Anh nói bậy cái gì chứ? Anh mặc kệ. Dù sao em đã hứa với anh, em cùng anh ra ngoài một lần, em sẽ đồng ý để anh theo đuổi. Tiểu Chung đó là sao vậy? Sao cậu ta cứ bám em như vậy?
Anh ghen à? Anh ghen cái gì chứ? Cậu ta có thực lực đó sao? Tiểu Dung, bác sĩ Văn, có thấy Văn Tâm chưa? Không có. Vậy cậu tìm nữa đi, đừng đi quá xa. Được, mình đi. Này, cô Ngô. Hả? Sao vậy? Tôi có một chuyện muốn nói với cô. Tiểu Dung, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng đi. Tối hôm qua, tôi thức dậy chuẩn bị đi vệ sinh. Lúc mở cửa, tôi đã nhìn thấy Diện Diện. Nhưng cô biết Diện Diện đã nói tối hôm qua cô ấy căn bản không rời khỏi phòng. Cô ấy đang nói dối. Chuyện này tôi không biết có nên nói với cô không. Nhưng tôi thấy sáng nay cô bị thương rồi. Tôi nghĩ Có lẽ có liên quan tới chuyện này. Tôi đến phía trước tìm thử. Khê Điền, em là chuyên gia giám định, nghĩa là em tinh thông về tranh lắm, đúng không? Em chỉ biết xem, tự mình vẽ thì không được. Đi. Đây là đồ giả, em chắc chứ? Trước kia em đã từng giám định hai bức tranh của Trần Phong, em vẫn rất hiểu đó. Trước đó em chỉ để ý nhìn cô gái trên bức tranh này, vẫn chưa nghĩ đến đó là đồ giả. Diện Diện ở chỗ em bao lâu rồi? Trước kia bọn em có mâu thuẫn gì không? Mâu thuẫn? Đây là chuyện tuyệt đối không thể. Chúng em là bạn đại học. Sau khi tốt nghiệp cô ấy mở công ty, công ty kinh doanh không tốt, cô ấy mới đến giúp em. Chúng em là bạn thân nhất đó. Nhưng em suy nghĩ đi, tối hôm qua vì sao cô ấy phải gạt chúng ta? Nói mình luôn ở trong phòng. Ý anh là anh nghi ngờ cô ấy cố ý dùng bức tranh giả này dụ chúng ta đến đây? Hẳn là cô ấy quen biết Văn Tâm. Cậu ấy quen biết Văn Tâm? Ừ. Nhưng người cung cấp tin tức bức ảnh này là Triệu Nhất Kiệt. Biệt thự cũng là do Triệu Nhất Kiệt tìm thấy. Có liên quan gì tới Diện Diện chứ? Có lẽ Triệu Nhất Kiệt và Diện Diện đã bàn với nhau rồi. Vậy cậu ấy muốn làm gì? Đây đều là suy đoán của anh. Chúng ta tới phòng cô ấy xem thử. Khê Điền, chúng ta đến phòng Văn Tâm tìm thử. Đi.
cô là ai? Ai? Đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây. Diễn Diễn, Diễn Diễn, Nhất Kiệt, anh có nghe thấy tiếng kêu không? Không có. Đi thôi. Anh đến đây làm gì? Giang Tâm cũng không ở đây. Anh cảm thấy Diễn Diễn và Giang Tâm chắc chắn có quan hệ gì đó. Nếu không, Diễn Diễn lên lầu 2 làm gì? Không sao. Tối qua thứ em nhìn thấy là cái này sao? Hình như có hơi giống. Không sai, chính là thế này. Bác sĩ Văn, Khê Điền, thế nào, tìm thấy chưa? Không có. Trong núi nhiều cây, sương mù vô cùng dày, đoán chừng nhất thời chúng ta không thể đi rồi. Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ sương mù tan rồi nói. Này, Tiểu Chung đâu? Sao Tiểu Chung không về? Tiểu Chung? Ừ, chắc là cậu ta không có chuyện gì. Này, các người yên tâm đi, cậu ta nhát gan hơn ai hết, không đi đâu xa đâu. Văn Khải, em có chút không khỏe, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Được, anh đưa em về phòng. Ừ, Tiểu Chung về thì cho chúng tôi hay. Được, đi thôi. Văn Khải, Diện Diện, rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì? Khê Điền, em nghĩ kỹ lại lần nữa đi. Trước kia em thật sự chưa từng gặp Giang Tâm sao? Trước đó chẳng phải anh đã hỏi rồi sao? Một cô gái trong bức tranh thì sao? Trong cuộc sống của em, hoặc là trên TV, hoặc là em nghe người khác nhắc đến. Khê Điền, em thường xuyên mơ thấy cùng một ác mộng. Nhất định em đã từng xảy ra, hoặc là đã nhìn thấy chuyện tương tự. Thật sự không có, khẳng định chưa từng gặp bà ta. Chúng ta trực tiếp đến hỏi Diện Diện chẳng phải là được rồi sao? Chúng ta hỏi thế nào? Tất cả chỉ là suy đoán. Chúng ta có thể hỏi cậu ấy tối qua cậu ấy lên lầu 2 làm gì. Nếu Diện Diện thực sự có mục đích gì đó, không thể nói ai biết. Mục đích này nhất định có liên quan tới người trong tranh. Nếu chúng ta đi hỏi, rất có khả năng em sẽ đánh mất cơ hội duy nhất để giải quyết vấn đề. Vậy rốt cuộc nên làm sao?
Diện diện. Em xem. Nếu anh có một bức tranh thế này, vậy thì có thể nuôi hai chúng ta cả đời rồi. Nhất Kiệt, suy nghĩ gì vậy? Anh hồi tưởng lại tất cả những gì có liên quan mà em từng nói với anh. Khê Điền, em suy nghĩ lại xem, lúc mẹ em đưa em đi tìm bố em, đã xảy ra chuyện gì? Em từ từ suy nghĩ, càng tường tận càng tốt. Có phải đã nhớ ra gì rồi không? Tối hôm đó, bọn em vừa tìm thấy bố em. Hình như là ông ấy phải họp gì đó, sau đó ông ấy đi trước, nói muộn một chút sẽ về. Sau đó thì sao? Sau đó bọn em cứ đợi ông ấy. Trong nhà chỉ có hai người thôi sao? Ừ, chỉ hai người. Trong nhà thế nào? Em còn nhớ không? Trong nhà rất lớn, còn có trên tường có một bức ảnh. Trên bức ảnh có bao nhiêu người? Là ai? Em còn nhớ không? Hình như là bốn người. Không, không đúng. Hình như là ba người. Em không nhớ ra nữa. Khê Điền, em có thể cho anh biết khi nào thì bố em về không? Rất muộn, em đã ngủ rồi. Sau đó bị tiếng nói đánh thức. Bố và mẹ em cãi nhau rất dữ dội. Em nghe thấy mẹ em khóc. Vậy họ đã nói gì với nhau? Em còn nhớ không? Văn Khải, em thực sự không nhớ ra nữa. Khê Điền, em nghĩ kỹ lại đi. Sau đó thì sao? Em liền rời khỏi, trở về phòng ngủ. Vậy em có hỏi mẹ em tại sao cãi nhau với bố em không? Văn Khải, anh đừng ép em nữa. Em thực sự không nhớ ra nữa. Bác sĩ Văn, chúng ta có cần tìm Tiểu Chung không? Cậu ấy vẫn chưa về. Liệu có phải lạc đường rồi không? Không ngốc đến thế chứ. Vậy chúng ta ra ngoài tìm xem. Đi. Tiểu Chung, 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 Tiểu Chung. Văn Khải, Văn Khải. Đây là ba lô của Tiểu Chung.
Chúng ta báo cảnh sát đi. Vừa rồi mình đã gọi điện, chỗ này căn bản không có tín hiệu. Các người nói xem, Tiểu Chung liệu có... Vừa rồi tôi thu dọn đồ của Tiểu Chung, phát hiện công cụ làm móng của cậu ấy không thấy đâu nữa. Có khi nào rơi ở chỗ khác không mà chúng ta không chú ý tới? Tôi phải đi tìm Tiểu Chung. Diện diện, cô cảm thấy Tiểu Chung sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Tôi không biết. Tôi chỉ muốn đi tìm cậu ấy. Này, Diện Diện, Diện Diện. Chờ sương mù tan đi một chút. Sau khi tan bớt, anh đi cùng em. Tôi không khỏe. Tôi muốn về nghỉ ngơi một chút. Giang Khải. Giang Khải. Giang Khải. Giang Tâm. Giang Tâm. Giang Tâm, bà ở đâu? Rốt cuộc bà muốn làm gì? Trước kia chúng ta không có nói thế mà. Khê Điền, mình... Cậu nghe mình giải thích. Không, không phải như cậu nghĩ. Cậu nghe mình giải thích. Nghe mình giải thích. Nghe mình giải thích. Được, cậu nói đi. Nửa năm trước, mình quen một người bạn qua mạng. Bọn mình trò chuyện rất hợp ý. Sau đó thân rồi. Cô ấy nói với mình cô ấy có một bức tranh của Trần Phong, muốn tìm người giám định giúp một chút. Mình liền nhắc tới cậu. Cô ấy nói, nếu như mình có thể mời cậu tới giám định bức tranh này, cô ấy sẽ cho mình 100 vạn tệ. Cho nên người bạn qua mạng mà cô nói là Giang Tâm. Tôi không biết. Nhưng mà căn phòng này cũng không có người khác. Trừ bà ta ra thì còn ai nữa? Chắc là bà ấy rồi. Vậy sao cậu không nói thẳng với mình chứ? Cậu biết, trước kia công ty mình thua lỗ một khoản tiền lớn, Cho nên mình muốn tự mình lấy 100 vạn tệ này. Xin lỗi.
Mình thật sự bị tiền mê hoặc tâm trí rồi. Xin lỗi cậu Khê Điền. Vậy tối hôm đó, con ma mà mình gặp là cậu giả thành sao? Không, không phải mình. Mình không biết. Mình không biết là chuyện gì. Thật sự không phải mình. Thật ra cái gì? Khi cậu nhìn thấy bức tranh đó, mình liền biết chuyện này có chút kỳ quái. Diện Diện, mình từng nói với cậu, ác mộng mà mình mơ thấy 10 năm nay chính là cô ta. Hả? Nhưng mà mình cũng không biết phải hình dung thế nào. Khê Điền, cậu hãy tin mình. Tối hôm qua mình đến tìm Giang Tâm, mình chỉ muốn hỏi cho rõ ràng bức tranh này của bà ta rốt cuộc là sao. Cậu hãy tin mình. Dì Giang, vậy Nhất Kiệt thì sao? Là đồng mưu của cô? Không, chỉ là mình bảo Nhất Kiệt đem tin tức của bức tranh nói với cậu. Mình không quên nói dối với cậu. Diện Diện, cậu có biết có thể cậu đã hại chết Tiểu Chung rồi không? Xin lỗi, mình không cố ý. Xin lỗi. Xin lỗi, mình không cố ý. Xin lỗi, mình thật sự không biết chuyện là sao. Xin lỗi. Nhất Kiệt, Quách Diện Diện, cô vẫn luôn lợi dụng tôi. Không, Nhất Kiệt, anh nghe tôi nói đi. Nhất Kiệt, anh nghe tôi giải thích đi. Anh nghe tôi giải thích. Khê Điền, chúng ta đi. Các người đừng đi. Các người đừng đi. Không đúng, ban ngày tôi luôn đi cùng Diện Diện. Vậy chuyện Tiểu Chung mất tích là sao? Chỗ này hẳn là vẫn còn người khác. Diện Diện, Diện Diện, Diện Diện, Diện Diện, Diện Diện. Là điện thoại của Diện Diện. Diện Diện, Diện Diện, Diện Diện. Nhất Kiệt, anh đừng sốt ruột. Chúng ta chia nhau ra tìm. Khê Điền, đi. Diện Diện, Diện Diện. Diện Diện, Diện Diện. Diện Diện mất tích rồi. Tiểu Chung cũng mất tích rồi. Đều tại em. Diện Diện đi đâu rồi? Văn Khải, Diện Diện, Diện Diện đi đâu rồi? Văn Khải, em đừng sốt ruột. Chúng ta sẽ tìm ra Diện Diện.
Diễn diễn. Diễn diễn. Ai? Ai? Nhất Kiệt ở trên lầu. Em ở lại đây, khóa chặt cửa, tuyệt đối đừng ra ngoài. Nhất Kiệt. Nhất Kiệt. Nhất Kiệt. Nhất Kiệt. Nhất Kiệt. Nhất Kiệt. Ai? Văn Khải.
Giang Khải. Giang Khải. Giang Khải. Anh tỉnh lại đi, anh nhìn em đi. Giang Khải. Giang Khải. Khê Điền. Khê Điền. Nhất Kiệt. Nhất Kiệt. Giang Tâm ở dưới giường tôi. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao chỗ này giống hệt ngôi nhà trong ác mộng của tôi? Sao cô lại biết giấc mơ của tôi? Rốt cuộc cô muốn sao? Các người đến đây là muốn trộm tranh, có đúng không?
Tôi ở chỗ này chờ cô. Rốt cuộc cô là ai? Tôi là ai? Chẳng phải cô luôn muốn biết cô gái trong giấc mơ của cô là ai sao? Bây giờ cô nhìn thấy rồi. Cô không nhìn ra đúng không? Đó là dáng vẻ trước kia của tôi. Cô là người hay là ma? Tiểu Chung Diện Diện, còn có Nhất Kiệt, có phải đã bị cô? Tôi không nỡ giết họ đâu. Tôi phải giữ họ lại, để họ nói với tất cả mọi người những gì cô đã làm. Bọn họ đang ở đâu? Mẹ cô cũng là đồng phạm. Nếu không phải có mẹ tôi, cô đã sớm chết rồi. Tại sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Cô có thù gì với tôi? Tôi chưa từng gặp cô, nhưng tôi đã gặp cô. Rốt cuộc cô là ai? Tôi tên Ngô Hiểu Hàn. Bố tôi tên Ngô Nguyệt. Chúng ta chị em cùng cha khác mẹ. Cô đang nói gì? Buổi tối hôm đó, cô câm miệng. Là cô nửa đêm bò lên gối tôi. Là cô muốn giết tôi. Là cô muốn giết tôi. Bởi vì cô đã nghe thấy cuộc cãi cọ giữa mẹ cô và bố cô. Ban đầu lúc rời xa bà, tôi không biết bà đã mang thai rồi. Bây giờ chúng tôi đã lập gia đình, có con gái của mình. Nhận được con gái này nữa, tôi đã nghe họ cãi cọ. Nhưng không có làm gì cô. Cô cho rằng tôi đã cướp đi tất cả của cô. Vì vậy cô đã vào phòng tôi. Làm sao có thể? Mẹ tôi chưa từng nói với tôi. Cái này cô nên hỏi người bạn trai bác sĩ của cô. Có một loại bệnh gọi là chứng lựa chọn quên đi ký ức. Buổi tối hôm đó, thật ra tôi bị thương không nặng, nhưng bởi vì từ nhỏ tôi đã mắc bệnh máu. Một khi chảy máu thì rất khó để cầm máu. Từ sau ngày đó, bệnh của tôi trở nên càng ngày càng nặng. Tôi bắt đầu sợ ánh sáng. Lúc nghiêm trọng, chỉ cần tôi nhìn thấy ánh mặt trời, mặt của tôi sẽ bắt đầu nổi lên những thứ đáng sợ. Ngay cả cô cũng cảm thấy đáng sợ mà, phải không?
Cho nên tôi chỉ có thể sống ở đây, sống cuộc sống tối tăm không mặt trời này. Tôi không dám gặp ánh sáng, không dám gặp mọi người. Người bạn duy nhất của tôi chính là con người máy này. Chuyện duy nhất tôi có thể làm chính là dẫn bức tranh tội nghiệp này. Nhưng không ngờ rằng tôi đã vẽ chính mình, vậy mà thật sự có thể dụ cô đến đây. Mỗi ngày tôi thức dậy đều sẽ hỏi chính mình, vì sao tôi vẫn chưa chết. Cô có biết nếu tôi sống thêm 5 năm nữa tôi sẽ biến thành thế nào không? Tôi sẽ trở thành thế này đây. Hơn nữa vĩnh viễn đều không nhìn thấy mặt trời. Cô biết đây là bệnh gì không? Đây chính là chứng bệnh ma cà rồng mà người ta hay nói đó. Cái gì? Khi bệnh này bộc phát, chỉ có một cách có thể thuyên giảm đau khổ, chính là không ngừng thay máu. Đừng nói nữa. Sở dĩ tôi trở thành thế này đều bởi vì cô. Cô biết không, tôi kiên trì sống tiếp, lý do duy nhất chính là muốn nhìn cô chết trước. Tôi chỉ cần xin cô thả bạn của tôi ra. Cô yên tâm đi, tôi sẽ để bọn họ nhìn cô chết. Nhất Kỳ, Diện Diện, Tiểu Chung, tôi cầu xin cô, đây đều là lỗi của tôi, không liên quan gì tới họ. Cô giết tôi đi, tha cho bọn họ, giết tôi đi. Hiểu Hàn, Hiểu Hàn, mẹ, mẹ đừng qua đây, con tuyệt đối đừng làm bậy. Hiểu Hàn, con bỏ dao xuống trước đi, có được không? Bất luận thế nào con cũng không thể giết người. Bọn họ đều đáng chết. Hiểu Hàn, con không thể đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu cô ấy. Thực tế thì mấy năm nay, chẳng phải cô ấy cũng luôn bị ác mộng dày dò sao? Cô ta chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi. Nhưng con thì sao? Hiểu Hàn, con có từng suy nghĩ, bố con vì bảo vệ con mới nhẫn tâm không nhận đứa con gái này. Cô ta rất tội nghiệp đúng không? Mẹ nhìn con đi, người không ra người, ma không ra ma, rồi ai sẽ tội nghiệp con? Không, mẹ quỳ xuống cho con đây, mẹ cầu xin con. Con tha cho cô ấy được không? Con giết cô ấy, con giết cô ấy thì con có thể vui vẻ sao? Bố con đã không còn nữa, trên thế gian này ngoại trừ mẹ, cô ấy chính là người thân duy nhất của con. Hiểu Hàn, mẹ cầu xin con tha cho cô ấy đi, được không? Mẹ cầu xin con tha cho cô ấy đi. Mẹ, bây giờ ngay cả mẹ cũng hướng về cô ta, đúng không? Được, con tha cho cô ấy. Còn chết. Kỳ đi. Chị có lỗi với em.
là chị hại em thành thế này. Chỉ cần trong lòng em không hận chị đến vậy nữa. Nước mắt mà trước kia em phải rơi, máu mà trước kia em phải chảy, bây giờ chị trả cho em hết. Bây giờ chị rất vui, Bởi vì chị sẽ không mơ thấy cơn ác mộng kia nữa. Còn nữa, chị biết chị không còn một mình nữa. Chị còn có một em gái. Khê Điền.